Không phải không? Không thì tôi chơi vô đây hết luôn. Đó. Ổng ăn giống như là đồ ăn như mèo quỷ vậy các bạn. Cái này thì chắc cú quá, xanh xanh đầu cơm. Sạch đầu canh, vô cái đầu cá. Đầu mùa mọi người ơi, 220.000 một ký. Bữa nay là mình ướp kho nghệ mọi người ơi, ướp kho nghệ các bạn. Đó, ngay cái chặt đầu mùa. Để nghệ luôn em. Đây là mình để nước mắm rồi các bạn, nước mắm đồng rồi. Nhưng mà không để nước màu nha mọi người. Nước mắm đồng với bột ngọt, với đường. Rồi về để bột nghệ vô mọi người ơi. Đó. Nghệ vô ướp cho nó thấm các bạn, ướp cho thấm rồi. Thấy chừng 10 phút, 15 phút mình đã kho mọi người nha. Bát phát nha mọi người. Bữa nay là nấu cơm chua, cơm gà. Đó, cá chạch để một thời gian rồi cái mình kho đi mọi người. Kho lửa liu riu thôi nha mọi người, cho nó thấm nha các bạn. Đừng kho lửa lớn nha mọi người, nhỏ nhỏ thôi cho nó thấm. Đây canh chua đầu tôm với cánh gà. Xong đây rồi mọi người, đầu tôm với cánh gà nha mọi người. Không số lúc nào phải có cánh gà, đầu tôm, ngon quá các bạn. Ba phát. Rồi đây cái nồi này các bạn, cá chạch đầu mùa. Mời các bạn ăn cơm nha. Chín rồi các bạn ơi, trời ơi canh chua tôm nó ngon. Với cánh gà cho thanh gòm. Tôm, đầu tôm thì sợ thanh gòm ăn không được thì để cánh gà các bạn. Đó, bữa nay nấu nồi cơm bếp ga. Nay nấu ít cơm thôi mọi người. Nay có đồ ăn ngon quá, nấu ít cơm thôi, ăn thưởng thức. Đây thanh gòm, sao? Có ăn nhiều không? Tượng nè. Rồi, hôm nay thì có chừng 3 tượng nè mọi người. Nấu ít cơm. Nay nấu ít cơm mà. Đây, tại vì nấu có hơn lít gạo thôi các bạn. Hơn lít gạo à. Thôi mời các bạn ngày nay nghe cách chặt đầu mùa ngay các bạn. Đây nè mọi người, cái chặt con nghệ bá phát mọi người ơi, cái chặt con nghệ đã chấm cái rồi. Trời ơi, trời ơi. Cái chặt con nghệ các bạn ơi. Báo phát mọi người ơi. Ăn nhai luôn xương. Bá phát. Mà các bạn, nước nó kẹo quá. Nước cơm á mọi người. Cái chạch thôi. Các bạn ở thành phố không biết sao chứ ở nông thôn mà được ăn có cái chạch vậy thôi. Chạch đông mùa các bạn. Ngọt, mềm nữa. Trời, để nguyên cái bụng luôn nha mọi người. Mọi người ơi, đầu tôm nó có chua hết sảy con bà bảy. Trong đều có ấy nữa con. Cánh gà thử ăn đi. Đây là mọi người, nó nước kho nghệ chè kho luôn, thơm 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 các bạn. Đã mềm mà nó ngọt lắm các bạn ơi, thịt sống mà không bỏ xương luôn á mọi người. Biết ăn là không sao. Cái này cá ớt nha các bạn. Mọi người nha. Nó chồm. Rồi, đầu tôm. Đầu tôm nhập không. Mê. Chèm nước cho các bạn ơi. Nè, đủ ra nè. Đó, đuôi gà. Đuôi gà, cánh gà. Nấu với tôm mọi người ơi. Vậy mới sướng rồi. Nghe bà chè bà nói bà mua cái chặt lại. Chịu không nổi mọi người. Mời quá. Quá ngon. Nay cơm là hết nồi. Canh chua là cũng sạch chảo. Mùa nước nổi. Mùa nước nổi miền Tây mới có. Mới có cái chạch với cá linh nha mọi người. Mà thì bà chè bà mua cá linh rồi. Giờ thì có mua không?
canh mỡ dĩa đi xuống. Thiệt là ngon các bạn. Món cà chạch này là bà chè bạn có cái đuôi không? Này mà có nửa than các bạn. Đúng à. Đúng ăn, dầm bắp me. Mà báo phát nha mọi người. Mềm. Bạn biết sao mềm không? Cái chạch là đừng bao giờ các bạn cạo. Số còn cơm nữa không? Bữa nay ông yếu hả? Mà chưa ông làm bắt mùi với cơm rồi các bạn. Hình như bây giờ ông ăn hả? Ông ăn còn tượng à? Thôi như tôi làm hết luôn à. Tôi bằng hết luôn à. Bữa nay nấu có biết chi mấy gạo thôi các bạn. Mấy gạo à. Xong. Chưa ông ăn 10 dĩa cơm rồi các bạn. Ăn rồi lấy 1 triệu lên na đào mà. Quá, quá ngon. Đó, mà chè đó. Là mua tôm về nó cắt cái đầu. Đó, rồi bà để cameraman với bà ăn cho mình. Tôm chè cái đầu các bạn, ngon. Nhưng mình ngán. Gặt. Nó béo. Khủng khiếp. Nằm sâu ơi, canh gà nằm sâu ơi. Không có nhiều đâu mà ông cạp tôi thấy giàu quá. Mồi nhóc rồi con ơi. Chú 2 tuần rồi đó. Chạch thế hả? Hổng giờ em có ăn cái chạch chưa? Chưa hả? Chè bà biết tâm chè thích cái chạch rồi bà mua các bạn. Ớt này cũng thích nữa mà thích miếng à. Ớt giòn, đã. Đã. Đúng là ăn sạch màu cơm các bạn ơi. Cá này là dòng số rồi. Con mới gấp nè. Con ăn dễ bằng cơm không à? Cơm nó ngọt mà nó béo. Quá trời rau, quá trời nước, quá trời tôm luôn. Làm cho sạch luôn. Mời mọi người nha. Chỉ đợi ông Thánh là thôi. Bình chè mà đưa nồi chừng nửa ký cái chạch. Ngon quá. Lâu lắm mới được ăn nha mọi người. Từ đây tới Tết là được ăn cái chạch đều đều. Này ngày mùa hồi xưa mà giờ là tháng này tháng nước nổi rồi các bạn. Nhiều lắm. Cái chạch rẻ rề. Rồi giờ 300.000 ký. Chạch bự. Lo chưa ông Thố? No. Hôm nay ông vỗ bụng ăn với cơm với ghẻ ăn cái gì? Ngon. Dầm lớn rồi. Trời ơi. Thấy con mà bánh. Thôi bây giờ ông ăn gì đi, còn như là tôi làm hết luôn. Tôi làm
hết luôn. Gà nè, ớt đầu tôm không anh không? Không. Không phải không? Không thì tôi cho vô đây hết luôn. Đó. Ổng ăn giống như là đồ ăn như mèo quỷ vậy các bạn. Cái này thì chắc cứu rồi. Dư rồi mọi người ơi, ngon. Nhưng mà dư rồi. Cá chạch ông ăn xương hả? Dòng tôi nè. Mời các bạn nha. Ông ngồi ông vẽ từ chút nè. Đó. Dạ thì ăn cơ chừa bụng không có chừa gì chứ ăn hết đi vô tắm rửa ngủ. Ừ, đã. Thơm nó ngọt. Ngọt cái đừng nói tới. Ngọt mà nó béo mà thơm. Xong rồi mọi người ơi. Mình ăn hết luôn. Còn cái cách này thì đẩy nghiên cứu sau. Cảm ơn mọi người. Bởi vậy Tâm Chè và Thánh Gòn nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha mọi người. Bye bye, hẹn video lần sau.